Xin chào các bạn, mình là Dương Thúy. Trong video này, mình xin chia sẻ với các bạn cách phá thuốc trừ sâu hữu cơ để trừ các loại côn trùng phá hại cho vườn rau như là bọ nhảy, sâu thân mềm, nhện đỏ và rầy để bảo vệ vườn rau do chính tay chúng ta trồng. Các loại rau như là rau cải thảo, cải ngọt, cải xanh, cải củ thường rất hay bị bọ nhảy và rầy phá hoại. Trong khi đó thì bắp cải, đậu Hà Lan, cải ca lê thường bị sâu thân mềm nó cắn. Như các bạn thấy thì đây là con bọ nhảy. Còn bụi đậu Hà Lan này của mình thì đang bị sâu ăn đến xơ xác hết cả lá ra. Các bạn có thể thấy con sâu nó bé xíu và khó có thể bắt được bằng tay, cho nên mình cần phải phun thuốc. Để pha thuốc trừ sâu hữu cơ sinh học thì mình cần dùng một củ tỏi và xay ra để lấy nước. Sau đó thì mình dùng rây để lọc bỏ bã tỏi và chỉ lấy phần nước thôi. Cái bình này thì nó không đủ 2 lít đâu các bạn ạ. Cho nên mình sẽ đong 3 cốc nước, mỗi cốc là 500ml, tổng cộng là 1 lít rưỡi nước trong cái bình này. Mình sẽ pha nước tỏi với dầu khoáng. Thành phần của dầu khoáng là Petroleum Spray Oil. Khi các bạn đi mua thì nó có thể là có nhiều hãng khác nhau, nhiều tên gọi khác nhau, nhưng chỉ cần các bạn để ý cái thành phần như thế này thì nó chính là dầu khoáng nha các bạn ạ. Với 1 lít rưỡi nước tỏi thì mình sẽ pha thêm là 7,5ml dầu khoáng, tức là nồng độ dung dịch 0,5% đấy các bạn. Mình không nên pha vượt quá liều lượng nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ trộn đều để dầu khoáng nó tan hoàn toàn trong cái dung dịch này. Trước khi phun thuốc thì mình cần phải tưới rau trước, bởi vì nếu mà tưới rau xong rồi mới phun thì thuốc nó sẽ bị trôi mất. Dầu khoáng có tác dụng diệt trừ rầy, nhện đỏ, sâu có hàm nhai và trứng sâu cực kỳ hiệu quả các bạn ạ. Nói chung là con côn trùng gì mà ăn phải thì đều chết hết cả. Mà nếu không chết thì nó cũng bị vô sinh. Nó còn khiến cho bươm bướm sợ mà không dám đến đẻ trứng nữa. Chỉ có con bọ nhảy là khó diệt, do nó cứ nhảy qua nhảy lại và nó còn bay từ nơi khác đến nữa. Tuy nhiên là bọ nhảy thì nó không thích mùi tỏi, cho nên cái mùi tỏi trong dầu khoáng này có tác dụng xua bọ nhảy, làm cho nó thấy cây rau này không còn sức hấp dẫn với nó nữa. Ngoài ra thì cái dung dịch dầu khoáng pha với tỏi còn có tác dụng xua đuổi ruồi vàng và một số loại ong ký sinh. Dầu khoáng thì hoàn toàn không độc với con người và môi trường nha các bạn. Bởi vì dầu khoáng là loại dung dịch được phép sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ. Để các bạn biết được các loại vật tư sử dụng trong trồng trọt hữu cơ thì mình đã để link ở phần mô tả phía dưới video này. Khi mình phun thuốc thì mình phun ở cả hai mặt lá và cả vùng đất chung quanh cây rau nữa. Đối với những loài hay bị bọ nhảy tấn công thì mình cần phải phun ngay từ khi nó mới được 2 lá mầm. Bởi vì nếu không thì bọ nhảy nó sẽ ăn hết và khả năng là các bạn sẽ không có rau để ăn đâu. Và cứ 7 ngày thì mình sẽ phun nhắc lại một lần. Thời gian cách ly của loại thuốc này là 2 ngày các bạn nhé. Nếu như các bạn có cách diệt trừ sâu hay hơn và an toàn hơn, hãy chia sẻ kinh nghiệm diệt trừ sâu bọ của các bạn với mình bằng cách để lại bình luận ở phía dưới video này. Mình sẽ rất vui khi được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ phía các bạn đấy. Mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn có một vườn rau sạch hữu cơ thật tươi tốt. Nếu các bạn có cùng sở thích trồng rau với mình, hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn.